sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường, luyện thi thần tốc. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại tiết học cùng với cô Hiên. Và chúc các bạn có một tuần học thật hiệu quả, nhiều năng lượng để chúng ta đạt kết quả học tập thật tốt. Rồi, trước khi đi vào tiết học ngày hôm nay, xin mời các bạn học sinh sẽ cùng quan sát lên hai bức ảnh trên màn hình của cô. Đố các bạn biết, cô đang muốn nói đến nơi nào ở nước ta đây? Hình ảnh thứ nhất xin giới thiệu với các bạn, đó là hình ảnh Hà Nội ngày xưa. Còn hình ảnh thứ hai chính là hình ảnh Hà Nội ngày nay. Hà Nội xưa và nay có sự khác nhau rất rõ rệt, đúng không nào? Và chúng ta có thể thấy rằng Hà Nội đang có những sự thay đổi kỳ diệu. Đây chính là kết quả của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và quá trình đô thị hóa. Có thể khẳng định rằng quá trình đô thị hóa là quá trình tích cực, làm cho nền kinh tế, xã hội của nước ta ngày càng phát triển, đời sống xã hội thì ngày càng văn minh hơn. Vậy, các bạn có còn nhớ đô thị hóa là gì không? Đây là kiến thức mà chúng ta đã được học từ năm lớp 10 nhá. Rồi, cô sẽ nhắc lại một chút để chúng ta cùng nhớ này. Đô thị hóa là một quá trình kinh tế, xã hội mà ở đó sẽ có sự tăng nhanh về số lượng cũng như quy mô các điểm dân cư đô thị. Đặc điểm thứ hai, nó là sự tập trung dân cư trong các thành phố. Thứ ba, ở đó phổ biến lối sống thành thị rộng rãi. Đô thị hóa là một xu thế tất yếu trong quá trình công nghiệp hóa. Vậy đô thị hóa ở nước ta thì có đặc điểm như thế nào? Sự phân bố mạng lưới đô thị ra sao? Và đô thị hóa ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội đất nước như thế nào? Để trả lời cho ba câu hỏi định hướng đó, xin mời các bạn sẽ đi vào bài học ngày hôm nay. Bài số 7, đô thị hóa. Bài học này nằm trong bộ sách Cánh diều. Mục tiêu bài học ngày hôm nay của chúng ta gồm có 3 mục tiêu chính. Thứ nhất, các bạn sẽ trình bày được đặc điểm đô thị hóa và sự phân bố mạng lưới đô thị ở nước ta. Thứ hai, chúng ta sẽ phân tích được sự phát triển của đô thị đến sự phát triển kinh tế xã hội như thế nào. Và thứ ba, chúng ta sẽ cùng nhau nhận xét và giải thích đô thị hóa ở Việt Nam dựa trên bản đồ dân cư Việt Nam cũng như các số liệu thống kê. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu phần đầu tiên nhé. Một la mã, đặc điểm của đô thị hóa. Trong quá trình học, nghe giảng thì các bạn nhớ ghi chú thêm những thông tin, những nội dung chính của bài học vào vở ghi. Có như vậy thì chúng ta mới khái quát những ý chính sau tiết học một cách hiệu quả. Nào, khi tìm hiểu về đặc điểm đô thị hóa ở Việt Nam thì chúng ta sẽ tìm hiểu 3 đặc điểm chính. Thứ nhất, đó là lịch sử đô thị hóa. Thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tỷ lệ dân thành thị. Để tìm hiểu về lịch sử đô thị hóa ở Việt Nam thì xin mời các bạn học sinh chúng ta sẽ dựa vào thông tin trong sách giáo khoa để chỉ ra cho cô đặc điểm đô thị hóa ở Việt Nam trong mỗi một thời kỳ tương ứng với các mốc thời gian mà cô gợi ý sau đây. Mốc thời gian thứ nhất là thế kỷ 3 trước công nguyên. Mốc thời gian thứ hai là trong thời kỳ phong kiến. Thứ ba là thời kỳ pháp thuộc. Và thứ tư là từ cách mạng tháng 8 cho đến năm 1975. Thứ năm, đó là từ năm 1975 cho đến hiện nay. Vậy, mỗi một giai đoạn, một thời kỳ thì đặc điểm đô thị hóa ở Việt Nam như thế nào? Và các bạn hãy lấy ví dụ cho cô, trong thời kỳ đấy thì có những đô thị nào nổi bật? Nào, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nhé. Mốc thời gian đầu tiên là thế kỷ 3 trước công nguyên. Đô thị đầu tiên ở nước ta đó chính là thành Cổ Loa, ra đời vào thế kỷ 3 trước công nguyên, và đây là kinh đô của nhà nước Âu Lạc.
Khi nhắc đến thành Cổ Loa thì chúng ta sẽ thường nhớ đến sự tích vua An Dương Vương xây thành, hay là nhắc đến mối tình oan trái giữa nàng Mị Châu và chàng Trọng Thủy, đúng không nào? Và hiện nay, khu di tích Cổ Loa nằm ở huyện Đông Anh thuộc thành phố Hà Nội. Vậy các bạn nhớ cho cô nhé, trong thế kỷ 3 thì có thành Cổ Loa, đây là đô thị đầu tiên của nước ta. Tiếp tục, sang mốc thời gian thứ hai, đó là trong thời kỳ phong kiến. Trong thời kỳ phong kiến thì chức năng của các đô thị chủ yếu là hành chính, thương mại, quân sự và thường được hình thành ở những nơi có vị trí thuận lợi. Ví dụ như vào thế kỷ 11 thì có thành Thăng Long chẳng hạn. Vào năm 2010 thì cả nước ta đã tổ chức đại lễ nghìn năm Thăng Long Hà Nội. Từ thế kỷ 16 cho đến thế kỷ 18 thì chúng ta thấy có sự xuất hiện và phát triển của các đô thị như là Phú Xuân, Hội An, Đà Nẵng hay là Phố Hiến. Có câu là thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến, chắc hẳn các bạn cũng đã nghe qua. Nó nói về cái sự sầm uất của các đô thị trong cái giai đoạn này. Và các bạn có biết là Phú Xuân là đô thị mà ngày nay thuộc tỉnh nào không? Phú Xuân là đang thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế các bạn nhé. Còn Hội An là thuộc tỉnh Quảng Nam. Đà Nẵng là thuộc thành phố Đà Nẵng. Còn Phố Hiến là thuộc Hưng Yên. Rồi, tiếp tục, chúng ta đến giai đoạn tiếp theo là trong thời kỳ Pháp thuộc. Trong thời kỳ này thì nước ta có thêm một số đô thị lớn với chức năng chủ yếu là hành chính và quân sự. Đó là Hà Nội, Hải Phòng hay là Nam Định. Từ cách mạng tháng 8 cho đến năm 1975, quá trình đô thị hóa của nước ta diễn ra chậm, tỷ lệ dân thành thị và số lượng đô thị tăng rất là chậm. Thế còn từ năm 1975 cho đến hiện nay thì quá trình đô thị hóa ở nước ta có sự chuyển biến tích cực, mà hiện nay các bạn quan sát vào các thành phố lớn của cả nước, các bạn cũng thấy được điều này. Đặc biệt là từ sau khi thực hiện công cuộc đổi mới vào năm 1986 thì quá trình đô thị hóa của nước ta diễn ra nhanh chóng. Nhìn vào băng thời gian này để các bạn ghi chú lại cho cô những thông tin quan trọng liên quan đến lịch sử đô thị hóa ở nước ta. Với mỗi một thời kỳ, mỗi một giai đoạn thì đô thị hóa ở nước ta lại có những cái đặc trưng khác nhau, đúng không nào? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhận xét về tỷ lệ dân thành thị. Các bạn hãy quan sát vào biểu đồ trên màn hình. Chúng ta thấy những cái cột màu vàng này này, nó biểu hiện số dân thành thị, đơn vị là triệu người. Đường màu đỏ này thể hiện tỷ lệ dân thành thị, đơn vị là phần trăm. Số dân thành thị và tỷ lệ dân thành thị từ năm 1990 cho đến năm 2021 đang có xu hướng tăng liên tục qua các năm. Tỷ lệ dân thành thị tăng liên tục, tuy nhiên thì vẫn còn thấp so với thế giới. Vậy cô Hiên có một câu hỏi đặt ra cho các bạn học sinh này. Theo các bạn thì tại sao dân thành thị của nước ta lại tăng liên tục qua các năm như vậy? Nguyên nhân là gì nhỉ? Thì chúng ta có thể khái quát 4 nguyên nhân chính như sau. Thứ nhất, nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Lao động trong các ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ thì ngày càng tăng lên, làm cho tăng nhanh lao động và dân cư ở khu vực đô thị. Nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân quan trọng này, đó là do quá trình đô thị hóa của nước ta được đẩy mạnh, nhiều đô thị được nâng cấp, mở rộng và có các đô thị mới được hình thành. Và chúng ta thấy rằng điều kiện sống ở đô thị thì tốt hơn so với ở nông thôn, đúng không nào?
hấp dẫn người dân nhập cư vào các đô thị. Ở các đô thị thì lại còn có nhiều thuận lợi trong việc tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực, phù hợp với nhu cầu và phù hợp với những cái ước mơ, những cái nguyện vọng phát triển của bản thân. Ở đây thì mức thu nhập cũng khá là thu hút, chính vì vậy mà nó hấp dẫn đối với cả người lao động và người dân đang tìm kiếm việc làm. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhận xét tiếp theo về không gian đô thị. Có thể thấy không gian đô thị ở Việt Nam ngày nay đang được mở rộng với các chức năng cũng được nâng cấp hơn, lối sống thành thị thì cũng ngày càng phát triển hơn. Cụ thể, chức năng của các đô thị với quy mô lớn thì thường đảm nhiệm chức năng trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hóa hay là giáo dục. Có thể kể đến đó là Hà Nội này, thành phố Hồ Chí Minh này. Và người ta thường ví là Hà Nội là trái tim của cả nước. Cảnh quan đô thị ngày nay thì cũng văn minh và hiện đại hơn. Một số đô thị thì có chức năng nổi bật về kinh tế công nghiệp và dịch vụ. Về lối sống thành thị thì sao? Hiện nay thì lối sống thành thị đang ngày càng phổ biến, mở rộng và lan tỏa về nhiều khu vực nông thôn. Thu nhập của người dân thì cũng ngày càng tăng lên. Các mối quan hệ xã hội thì đa dạng. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật cũng ngày càng được cải thiện, nâng cấp. Ví dụ như các bạn nhìn thấy hệ thống điện, đường, trường, trạm ở các đô thị ấy, thì rõ ràng là phát triển hơn so với ngày xưa rất là nhiều, đúng không nào? Các bạn thân mến, như vậy, thông qua nội dung phần số 1, cô và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu về đặc điểm đô thị hóa ở Việt Nam. Hiện nay thì mạng lưới đô thị ở Việt Nam đang ngày càng mở rộng và cái sự phân chia mạng lưới đô thị cũng dựa trên các tiêu chí khác nhau. Cụ thể như thế nào? Cô xin mời các bạn, chúng ta sẽ chuyển tiếp sang nội dung số 2, đó là tìm hiểu về mạng lưới đô thị. Trước tiên thì xin mời các bạn cùng quan sát vào bảng số liệu trên màn hình. Đây là bảng số liệu thể hiện số lượng đô thị Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2001 cho đến năm 2021. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy số lượng các thành phố đang có xu hướng ngày càng tăng, đúng không nhỉ? Số lượng thị xã cũng có xu hướng đang có xu hướng biến động. Như là từ năm 2001 đến năm 2011 thì giảm, nhưng từ năm 2011 đến năm 2021 thì lại tăng. Tuy nhiên nó tăng cũng không đáng kể. Tiếp tục, số lượng thị trấn thì sao đây? Cũng có sự biến động, đúng không nhỉ? Trong giai đoạn 2001 đến 2011 thì giảm, nhưng mà từ năm 2011 cho đến năm 2021 thì sẽ giảm từ 623 xuống còn 612. Nhưng nhìn chung tổng số đô thị ở nước ta thì làm sao đây nhỉ? Tổng số thì vẫn tăng liên tục, đấy chứ nhỉ? Tiếp tục, về phân loại đô thị ở nước ta thì như thế nào? Dựa trên các tiêu chí, ví dụ như về vị trí này, về chức năng, về vai trò, hay là về quy mô và mật độ dân số, về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng, kiến trúc, cảnh quan, thì đô thị nước ta sẽ phân chia ra thành 6 loại các bạn nhé. Gồm có loại đặc biệt này, loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 5, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định công nhận. Đúng, các bạn biết, ở Việt Nam của chúng ta có 2 đô thị đặc biệt, đó là đô thị nào? Chính xác, đó là đô thị Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi một đô thị thì các bạn sẽ nhìn thấy mỗi một cái loại thì tương ứng với số lượng dân khác nhau. Theo nghị quyết 1210 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, số dân ít nhất của mỗi loại đô thị
Ví dụ như loại đô thị đặc biệt, số dân ít nhất phải là 5 triệu người. Tương tự như thế, với mỗi loại đô thị tiếp theo thì số dân sẽ giảm dần, giảm dần. Cách phân loại đô thị thứ hai là dựa trên phương diện quản lý. Cấp trung ương quản lý Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, hay còn gọi là đô thị thành phố trực thuộc trung ương ấy. Các tỉnh thì sẽ quản lý các thành phố trực thuộc tỉnh, ví dụ như là đô thị loại 1, loại 2 hoặc loại 3. Thị xã thì sẽ quản lý các đô thị loại 3 và loại 4. Cấp huyện thì sẽ quản lý các thị trấn, đô thị loại 4 và loại 5. Rồi, khi nhận xét về mạng lưới đô thị nước ta thì các bạn có thể quan sát thêm cho cô vào bảng số liệu thể hiện số lượng đô thị và số dân đô thị theo vùng để chúng ta thấy được cái sự khác nhau về mạng lưới đô thị giữa các vùng trên cả nước. Vùng nào đang có số lượng đô thị nhiều nhất nhỉ? À, nhìn vào đây thì chúng ta thấy vùng có số lượng đô thị nhiều nhất đó chính là vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, đang có 181 đô thị. Tiếp tục, theo các bạn thì số dân ở các đô thị này, nào, vùng nào đang có số dân đông nhất đây? À, chúng ta thấy vùng Đông Nam Bộ có số dân đông nhất, lên đến 12,2 triệu người, đúng chưa nào? Nhìn chung, có thể rút ra nhận xét khái quát, mạng lưới đô thị phủ khắp cả nước, nhưng có sự khác nhau giữa các vùng. Hiện nay thì Việt Nam của chúng ta đang tập trung xây dựng các vùng đô thị, hành lang đô thị, các dải đô thị ven biển, nhất là các đô thị động lực của từng vùng và cả nước. Đô thị sẽ kết nối khu vực và quốc tế, phát triển các chuỗi đô thị ven biển, các đô thị hải đảo gắn với việc thực hiện các chiến lược kinh tế biển đảo nhằm mục đích là an ninh quốc phòng. Rồi, các bạn sẽ dừng video của cô lại một chút nhé. Chúng ta chú ý, chịu khó ghi chép thông tin vào trong vở để đến cuối bài học là chúng ta có một bức tranh khái quát liên quan đến đặc điểm đô thị nước ta. Sau khi ghi chú xong nội dung chính, cô Hiên có một câu hỏi tiếp theo dành cho các bạn học sinh ạ. Tại sao mạng lưới đô thị phân bố không đều giữa các vùng trên cả nước? Chúng ta thấy có vùng thì rất là nhiều đô thị, nhưng mà cũng có vùng thì lại ít đô thị. Tại sao lại như vậy nhỉ? Ở đây chúng ta có thể khái quát ba nguyên nhân chính dẫn đến điều này. Nguyên nhân thứ nhất, đô thị hóa thì có mối liên hệ rất chặt chẽ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nó chịu tác động của công nghiệp hóa nói riêng và quá trình phát triển kinh tế, xã hội nói chung. Để chưa nào? Điều này sẽ dẫn đến nguyên nhân thứ hai là quá trình kinh tế, xã hội ở các vùng trong cả nước khác nhau, đúng không ạ? À, đặc biệt là cái quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, rồi tình hình phát triển công nghiệp, dịch vụ giữa các vùng lãnh thổ cũng có sự khác nhau. Thế thì sẽ dẫn đến điều gì? Ờ, đương nhiên sẽ dẫn đến đặc điểm mạng lưới đô thị cũng có sự khác nhau. Có thể thấy là những vùng mà có kinh tế phát triển, ví dụ như vùng nào nhỉ? Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Hồng, chính xác ạ. Thì cái hoạt động công nghiệp và dịch vụ ở đây cũng phát triển. Mà công nghiệp dịch vụ phát triển thì quá trình đô thị hóa cũng phát triển. Mạng lưới đô thị sẽ tập trung hơn, quy mô đô thị sẽ lớn hơn, chức năng đô thị sẽ đa dạng hơn, và nhiều đô thị còn là trung tâm công nghiệp và trung tâm dịch vụ. Nhìn chung thì các vùng mà có kinh tế phát triển thì đô thị phát triển, và ngược lại, những vùng mà có kinh tế phát triển hạn chế hơn thì quá trình đô thị hóa cũng diễn ra chậm hơn, mạng lưới đô thị thì còn thưa thớt, chủ yếu là các đô thị nhỏ. Có thể khẳng định đô thị hóa là một xu hướng tất yếu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên thì quá trình đô thị hóa nó cũng đi đôi với những ảnh hưởng nhất định đối với sự phát triển kinh tế, xã hội. Vậy cụ thể những ảnh hưởng đó là gì? Thì cô mời các bạn sẽ tiếp tục chuyển sang phần số 3 để chúng ta cùng nhau phân tích. Nào, bây giờ trước khi cô Hiên giảng bài thì để chúng mình có sự tương tác một chút,
cô mời các bạn sẽ tự đọc thông tin trong sách giáo khoa, kết hợp với những hiểu biết của bản thân mình, những gì mà mình thu thập được thông tin thông qua sách báo hay thông qua việc xem thời sự. Mỗi bạn sẽ nêu ra cho cô một tác động tích cực và một tác động tiêu cực của đô thị hóa đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Câu trả lời của các bạn thì hãy comment ở bên dưới video của cô để chưa nhỉ? Nào, xin mời! Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ phân tích những ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa. Có thể thấy, quá trình đô thị hóa đã đóng góp tỷ lệ lớn vào ngân sách nhà nước, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tác động thứ hai là làm thay đổi bộ mặt của đất nước, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tác động thứ ba, nó tạo thị trường tiêu thụ rộng lớn, giải quyết vấn đề về việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đô thị hóa cũng góp phần lan tỏa lối sống đô thị văn minh, hiện đại về nông thôn, và nó đóng góp lớn cho việc thực hiện an sinh xã hội, giảm nghèo và liên kết vùng. Bên cạnh những tác động tích cực như vậy, thì đô thị hóa có những tác động tiêu cực ra sao? Có thể thấy đô thị hóa gây ra sức ép về cơ sở hạ tầng, về vấn đề giải quyết việc làm, về giáo dục và nhà ở. Đó là trong những trường hợp đô thị tự phát, tức là cái trình độ phát triển của đô thị nó không tương ứng với trình độ phát triển kinh tế, nó không tương xứng với cả cái quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ảnh hưởng thứ hai, nó sẽ nảy sinh các vấn đề về an sinh xã hội, vấn đề ô nhiễm môi trường, giáo dục, y tế. Các bạn cứ nhìn ngay vào những thành phố lớn ấy, các bạn sẽ thấy giờ tan tầm thì làm sao? Tắc đường, đúng không nào? Rồi tình trạng gì? Ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh rất là nghiêm trọng. Một số ảnh hưởng khác của vấn đề đô thị hóa đối với khu vực nông thôn, ví dụ như làm hẹp diện tích đất nông nghiệp do việc mở rộng không gian đô thị, hay là thiếu hụt lao động chất lượng ở nông thôn do những lao động mà có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao thì thường ở lại thành phố để làm việc, để xây dựng sự nghiệp, đúng không nào? Để củng cố lại nội dung tiết học ngày hôm nay thì cô mời các bạn chúng ta sẽ cùng làm một số câu hỏi trong phần luyện tập. Bắt đầu từ năm 2025 thì Bộ Giáo dục đã đưa ra hình thức thi Trung học Phổ thông Quốc gia với những dạng câu hỏi khác nhau, đúng không nhỉ? Trong đó thì có những dạng câu hỏi đúng sai. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm những câu hỏi liên quan đến dạng đúng sai này nhé. Xin mời các bạn sẽ đọc đoạn thông tin sau và chọn đúng sai ở mỗi ý 1, 2, 3, 4. Lưu ý này, câu hỏi ở dạng này thì chúng ta sẽ vừa khai thác thông tin dựa vào đoạn trích đề bài cho, nhưng đồng thời chúng ta cũng sẽ cần dựa vào kiến thức liên quan đến nội dung bài học. Ví dụ như đoạn văn này nói về vấn đề đô thị hóa, nhưng không phải tất cả các câu hỏi ở trong đây đều có ở trong đoạn văn, đúng không nhỉ? Thế thì chúng ta sẽ phải có kiến thức liên quan đến đô thị hóa để chúng ta có thể trả lời được cả 4 câu này. Nào, xin mời các bạn đọc đoạn văn nhé. Đọc xong, câu hỏi số 1. Sau đổi mới, tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam phát triển chậm dần, đúng hay sai? Chắc chắn là sai rồi. Sau đổi mới thì tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam phát triển ngày càng nhanh chóng. Đổi mới, Việt Nam mở cửa, hội nhập, giao lưu với các nước trong khu vực và trên thế giới. Chính vì vậy mà kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Đi cùng với đó là sự phát triển của các ngành, công nghiệp, dịch vụ. Mà chúng ta biết rồi, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa luôn đi đôi với quá trình đô thị hóa. Rồi, tiếp tục câu hỏi số 2. Các đô thị cũng đang góp phần quan trọng vào vấn đề an sinh xã hội, đúng không ạ? Chính xác rồi. Các đô thị cũng giải quyết cái vấn đề việc làm khá là nhiều, bởi vì ở đây thì có nhiều các trung tâm công nghiệp, nhiều công ty, nhà máy, xí nghiệp. Câu hỏi số 3.
Các đô thị tự phát gây sức ép về cơ sở hạ tầng, vấn đề việc làm, đúng hay sai? Đây lại là một nhận định chính xác. Ở đây là đô thị tự phát các bạn nhé. Tức là sự phát triển của các cái đô thị đấy, nó chưa tương ứng với cái quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Rồi, tiếp tục câu hỏi số 4. Đô thị phát triển nhanh, phân tán sẽ làm cho việc sử dụng đất đai không hợp lý, hạn chế cơ hội cho thế hệ tương lai. Đúng không ạ? Chúng ta đã vừa nêu các ảnh hưởng tiêu cực của quá trình đô thị hóa rồi. Khi mà mở rộng các đô thị, đồng nghĩa với đó là thu hẹp diện tích đất nông nghiệp ở nông thôn. Đây lại còn đô thị phát triển nhanh nhưng mà lại phân tán, đúng không? Thì đương nhiên cái việc sử dụng đất đai nó cũng sẽ khó mà hợp lý được. Nên đây cũng là một nhận định chính xác. Ngoài ra thì có rất nhiều các câu hỏi liên quan đến quá trình công nghiệp hóa, quá trình đô thị hóa mà các bạn có thể tìm hiểu thêm để các bạn tự rèn luyện cũng như ôn tập lại nội dung bài học. Rồi, phần cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay đó là các bạn hãy tìm hiểu, thu thập một số tài liệu và viết một đoạn văn ngắn về ảnh hưởng của đô thị hóa đến vấn đề việc làm ở địa phương nơi mà các bạn đang sinh sống. Đây sẽ là nhiệm vụ mà các bạn hoàn thành về nhà nhé. Tức là các bạn có thể tìm thu thập thông tin đã, rồi chúng ta sẽ tổng hợp để viết một đoạn văn ngắn. Và vẫn như thường lệ, cô luôn hy vọng rằng chúng ta sẽ có sự tương tác, kết nối với nhau bằng cách chúng mình chia sẻ phần bài mà chúng mình đã làm được thông qua việc comment ở bên dưới video của cô. Rồi, tiết học ngày hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hy vọng là thông qua video này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình ôn tập cũng như khái quát lại kiến thức liên quan đến nội dung bài học. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.